concept Wi-Fi này sử dụng, đây là sóng Wi-Fi 5G. Thì sóng Wi-Fi 5G này có ưu điểm là tầm truyền hình ảnh xa hơn. Rồi, 511m vẫn bình thường luôn, xoay thì cũng phải xung quanh cách đây nửa cây số xem như nào. Được. Đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Hello, xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel YouTube của Linh Kiện RC. Trong clip ngày hôm qua tôi có up lên để test một con máy bay của bạn, con này là con C-Flyfly của bạn Phi Hùng gửi ra để chúng tôi hỗ trợ sửa chữa. Vâng, con này là chúng tôi hỗ trợ sửa chữa miễn phí cho bạn Phi Hùng. Thì rất nhiều anh em hỏi thắc mắc về tại sao là cái tầm truyền hình ảnh nó lại bị hơi bị giật như vậy. Thì hôm nay tôi sẽ làm tiếp một clip mà vẫn trên con chiếc C-Flyfly này để giải thích cho anh em là những yếu tố nào, những flycam nó đang sử dụng những sóng nào và những yếu tố nào sẽ gây ảnh hưởng đến về cái trải nghiệm, về cái về chuyển động tốc độ, về khoảng cách điều khiển này, hay là cái truyền hình ảnh của nó ra làm sao, để những yếu tố nào gây ảnh hưởng đến nó. Còn hôm nay chúng tôi sẽ test lại con C-Flyfly để anh em được rõ hơn, để có cái căn cứ, để căn cứ về bảo hành, về chất lượng sản phẩm là không hề vấn đề gì cả. Ở cái nơi mà chúng tôi đã test như thế này là không hề có vấn đề gì. Còn lại thì có thể là nó bị ảnh hưởng về môi trường nọ kia, thì hôm nay tôi sẽ nói rõ với anh em hơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng mở máy được của bạn Hùng này ra nhá. Rồi, ngồi xuống em. Đây anh em ạ, đây là con Flycam C-Flyfly của bạn Hùng. Thì như clip trước chúng tôi đã có nói với anh em ấy, thì bạn Hùng khi mà mua máy thì Linh Kiện RC, nhân viên Linh Kiện RC đã tư vấn rất là kỹ, đồng thời khuyến cáo về bảo quản pin rồi. Tuy nhiên thì bạn Hùng không làm theo mà bay luôn. Điều này thì cũng khá là rất là nguy hiểm. Cho nên là khi mà bạn Hùng gửi ra để chúng tôi hỗ trợ sửa chữa, thì đây, hai động cơ của bạn đã bị kẹt do va chạm nhá. Hai động cơ này bị kẹt do va chạm. Đấy, va chạm mạnh và bị kẹt. Cho nên là chúng tôi đã đồng ý, vì chợ máy chỉ có trong ngòn chúng tôi hỗ trợ để thay động cơ. Và có thể nguyên nhân có thể do bạn Hùng không sạc đầy đủ pin, cho nên là pin nó bay lên nó chưa ổn định, thì chúng tôi đã đồng ý thay lại cho bạn cục pin mới để cho bạn yên tâm hơn. Đây là pin của bạn Hùng này, đây là pin của bạn Hùng. Thì chúng tôi sẽ test tiếp một lần nữa để anh em cùng theo dõi nhá. Đấy, tôi sẽ test tiếp này. Rồi. Ok rồi anh em, và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem trên Flycam nó có đã sử dụng những công nghệ sóng nào để giúp cho Flycam có thể bay được, và có thể những cái tính năng như anh em cũng thấy, hết pin mất sóng tự bay về, hay tính năng điều khiển hay truyền hình ảnh về. Thì tôi sẽ giải thích thế này. Cơ bản thì trên Flycam ấy thì nó sẽ có bao gồm 3 loại sóng. Thứ nhất là sóng GPS. Sóng GPS là sóng định vị vệ tinh ở trên trời, cũng nghĩa là từ những năm 1980 nếu tôi nhớ không nhầm, thì Hoa Kỳ có bắn lên trời khoảng 24 đến 27 điểm vệ tinh quay xung quanh mặt đất, và những cái tác dụng của cái vệ tinh này sẽ giúp cho định vị các cái thiết bị điện tử, ví dụ như điện thoại ngày nay anh em dùng này, hoặc là ô tô này, các cái thiết bị mà có gắn định vị thì nó sẽ nhận diện được vị trí. Và Flycam này cũng sẽ là một thiết bị để có thể nhận diện được cái vị trí của nó đang đứng, để giữ được vị trí tốt hơn. Sóng GPS để giúp cho anh em là giữ được vị trí của Flycam, đồng thời sẽ nhận diện được cái vị trí mà nó cất cánh, để chẳng may có vấn đề gì xảy ra, ví dụ hết pin mất sóng thì nó sẽ tự quay về cái vị trí đấy. Thì anh em ấn Return Home nó cũng sẽ tự quay về cái vị trí mà trên nó cất cánh. Đấy là cái vị trí phổ thông nhất. Ngoài ra thì trên những cái dòng của Flycam của DJI thì nó còn cái vị trí là vị trí của người đang đứng, là cái người mà cầm tay cầm ấy, thì nó cũng sẽ nhận diện được cái vị trí của cái tay cầm để nó quay về cái vị trí của tay cầm. Đây là sóng về GPS. Thứ hai là về sóng điều khiển, thì trên Flycam hiện tại đang sử dụng công nghệ sóng tần sóng là sóng radio tần là 2.4 GHz, cho để anh em có thể điều khiển được nó, ví dụ tiến lùi trái phải. Đây là sóng radio. Điện sóng radio giúp cho anh em điều khiển được máy bay. Và thứ ba cuối cùng đấy là sóng truyền hình ảnh, giống như nhiều anh em thắc mắc ở clip trước, đấy là chính là sóng truyền hình ảnh. Thì trên Flycam cơ bản có 3 loại sóng, mỗi con trong phân khúc giá khác nhau thì sẽ có loại sóng khác nhau. Giá rẻ nhất là sóng Wi-Fi FPV là sóng 2.4 GHz. Thì cái sóng này thì tầm truyền hình ảnh nó sẽ ngắn và nó sẽ có bị gây có thể bị nhiễu sóng. Tầm truyền hình ảnh của sóng này nó chỉ khoảng 100 đến 150 mét thôi, đấy là tiêu chuẩn.
Sóng thứ hai là sóng như con xe Flyfi này sử dụng, đây là sóng Wi-Fi 5G. Thì sóng Wi-Fi 5G này có ưu điểm là tầm truyền hình ảnh xa hơn. Nó lên đến, nếu như tiêu chuẩn, nếu như anh em có thể tham khảo một số tài liệu, thì tiêu chuẩn của sóng Wi-Fi 5G nó khoảng 300m. Và đây là tiêu chuẩn Wi-Fi, là công nghệ Wi-Fi mới. Và trên xe Flyfi này thì như bình thường ấy thì nó khoảng 500m đến 600m là bình thường. Nói chung là chứ trên 300m là hoàn toàn bình thường. Và trong cái khoảng cách là 300m là hoàn toàn bình thường. Nó còn phụ thuộc vào điều kiện nhiễu sóng nữa. Và cuối cùng là sóng như các cái dòng cao hơn một chút thì nó sử dụng là sóng 5.8G. Thì sóng này ví dụ như con Mavic hoặc là những con dòng cao hơn thì nó sẽ sử dụng cái sóng công nghệ sóng này. Và sóng này thì cần phải có đòi hỏi về một cái công nghệ nào đấy, nó cũng về để thu phát lại truyền hình ảnh, chứ nó không thể sử dụng nhiều con nó phải còn sử dụng màn hình riêng nữa cơ để nhận được cái tần sóng 5.8 này. Ví dụ như những dòng cao thì ngoài những cái công nghệ sóng cơ bản này ra, nó còn những cái công nghệ để kích sóng, để cho sóng được truyền cao hơn, mạnh hơn, để kháng được những cái yếu tố gây nhiễu xung quanh để giúp cho hình ảnh trải nghiệm tốt hơn. Những cái dòng cao cấp nó có những cái công nghệ như vậy, như công nghệ Ride Grid của Phantom hoặc là Mavic chẳng hạn, là những cái công nghệ mới. Và trước đây thì cách đây khoảng 4-5 năm thôi, Phantom 3 Pro, 3 Advanced đã sử dụng cái công nghệ sóng này rồi. Còn về cơ bản, những cái yếu tố về ảnh hưởng đến sóng ảnh hưởng đến cái trải nghiệm bay của anh em, thì yếu tố đầu tiên rất quan trọng đó là yếu tố về cái không gian bay. Như clip trước tôi đã nói với anh em là anh em nên bay ở chỗ rộng, tránh vật cản. Đấy là cái yếu tố đầu tiên. Thứ hai là những cái thiết bị gây pha sóng, nhiễu sóng xung quanh. Ví dụ như anh em thấy ở đây này, thì khi mà tôi bay vào cái khu vực này, nó có đặt một cái cột sóng viễn thông, một cái cột sóng nào đấy tôi không biết, nhưng mà cứ bay về khu vực đấy và đúng đấy là cái hướng mà hôm lần trước, clip trước mà chúng ta đã bay, thì nó sẽ bị nhiễu sóng giật. Và qua cái đoạn đấy thì nó lại hết. Đấy, cho nên là cái yếu tố về môi trường gây nhiễu sóng xung quanh là yếu tố rất quan trọng nữa. Cho nên là anh em hạn chế bay những nơi mà nó có nhiều thiết bị. Như cái anh em để ý, ví dụ nhà cao tầng, kể cả bê tông hoặc là ví dụ mái tôn này cũng là có thể phát ra từ trường. Đường điện cao thế cũng là ảnh hưởng. Đấy là cái yếu tố quan trọng. Và rất nhiều cái khuyến cáo từ kể cả từ nhà sản xuất cũng đã nói rồi. Cho nên là cái này thì anh em cũng sẽ, chúng tôi cũng làm clip về cái sóng này rồi, anh em có thể xem lại, tôi sẽ để ở đâu đấy ở đây để anh em có thể xem lại. Rồi bây giờ thì trên con xe Flyfi của bạn Hùng này, thì như đã lần trước chúng tôi đã test về thời gian bay cũng như là động cơ, nhấc pin biết thì hoàn toàn bình thường và hoàn toàn đây là pin của bạn ấy. Nhưng mà tuy nhiên thì shop vẫn hỗ trợ giữ đúng lời hứa, chúng tôi sẽ đổi pin mới cho bạn để bạn đỡ phải lăn tăn luôn. Còn đây chúng tôi vẫn test trên pin cũ của bạn luôn, để cho anh em thấy là nó con này nó trâu bò như thế nào. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành nhá. Ok rồi anh em ơi, và tôi vừa mới chờ GPS nó lên trên khoảng trên 10 điểm thì tôi bắt đầu sẽ cất cánh. Ok rồi, bây giờ tôi sẽ ghi lại màn hình để anh em cùng theo dõi nhá. Tôi sẽ ghi lại màn hình này, em nhìn giúp anh này. Đấy, tôi đang ghi lại màn hình nha. Bây giờ là 15:34 nhá anh em nhá. Và tôi sẽ ghi lại màn hình này. Xong đấy tôi sẽ vào lại trong app của nó để test xem có đúng là ghi lại màn hình hay chưa. Thì anh em, tôi sẽ lắc cầm lên này, lắc này. Đấy, anh em thấy đúng màn hình của nó rồi đúng không? Rồi. No is cả. Rồi. Khởi động nào. Bay vẫn ok. Cứ là ok rồi. Rất nhiều anh em thắc mắc là tại sao mà chúng tôi phải làm con này kỹ lên như vậy. Tại vì bình thường thì khi mà chúng tôi test vài lần thì bay cảm giác bay ok. Với những cái kinh nghiệm, trải nghiệm của mình thì của chúng tôi thì chúng tôi thấy ok và sẽ gửi về cho khách. Tuy nhiên thì vì lần này nó cũng hơi phức tạp và chúng tôi không muốn gây rắc rối, cho nên là chúng tôi sẽ test rất là kỹ để giết xe Flyfi này. Rồi, khi mà anh em vừa mới thấy, khi mà tôi vẫn làm đúng, rất đúng thao tác luôn. Khi mà tôi đẩy lên cao khoảng 5 đến 10 mét thì tôi bắt đầu dừng lại để kiểm tra xem nó có ổn định hay không. Bắt đầu tôi mới bắt đầu bay tiếp. Ok rồi, độ cao hiện tại của tôi đang là 40 mét. Bắt đầu chúng ta sẽ bay tiếp nhá. Rồi, con này bay vẫn nhanh nhỉ. Bay nào như trâu. Em quay cả bạn kia chứ. Chấm tối om. Em
Tôi đang điều khiển con flycam để cho nó đi đúng hướng anh em ạ. À, anh em có thể nhìn thấy cái tầm xa hiện tại, anh em thấy không? Hiện tại của nó là 150m, hình ảnh vẫn bình thường luôn, 200m vẫn bình thường. Tại vì tôi không bay về cái hướng kia nữa, hướng kia nó có cột sóng. Thực ra đối với tôi thì cái khoảng cách 200-300m nó rất là đơn giản. Cho nên là đấy, bay 200m rồi vẫn bình thường này. Bạn Hùng ấy thì khi mà bạn báo là bạn chỉ cần bay test 200-300 thôi. Bạn chỉ cần bay test tôi bay test 200-300 để ấy thôi, nhưng mà sau đấy thì bạn lại gọi lại bảo yêu cầu phải có test lên 500. Thì đây, tôi đã bay test 300, anh em thấy hình ảnh vẫn truyền về vẫn bình thường đúng không? Đấy, hình ảnh live view truyền về vẫn bình thường này. Đấy, anh em thấy vào trong bắt đầu khu nhà chung cư nó bắt đầu là nó bị giật này. Đấy, lên 400 rồi này. Anh em thấy không ạ? Thì các cái yếu tố để gây đến cái ảnh hưởng đến nhiễu sóng của flycam thì nó sẽ yếu tố về từ trường cũng như là yếu tố về cái cột sóng, những cái sóng gây nhiễu. Thì cái đấy là yếu tố về môi trường, địa lý. Cái đấy thì chúng tôi không có đảm bảo được. Đảm bảo. Đây, tôi vừa lên 500m, anh em thấy hình ảnh vẫn bình thường đúng không ạ? Rồi. 511m. Vẫn bình thường luôn, xoay thì mình cũng phải xung quanh cách đây nửa cây số xem như nào. Đấy, anh em nhìn thấy không? Máy bay đang cách chúng tôi khoảng nửa cây số. Đấy, anh em nhìn thấy khung cảnh chưa ạ? Rồi, vẫn điều khiển bình thường, tôi vẫn đang xoay sang bên phía bên phải, tôi lại xoay về phía bên trái này. Đấy. Rồi. Máy bay vẫn ok. GPS càng bay càng khỏe, đến 20 điểm. Đây nhá. Và video này sẽ là cái căn cứ của để chúng tôi up lên trên YouTube để anh em cùng theo dõi. Đấy. Để test con flycam này. Với rồi, tôi vừa test return to home đúng theo yêu cầu của bạn khách luôn. Đấy, tôi test return to home luôn, máy bay đang bay về này, anh em nhìn thấy không? Đấy. Nó di chuyển này. Khoảng cách nó đang di chuyển về phía tôi là bây giờ là 400m rồi. Và chúng tôi sẽ đợi nó bay về. Anh em lưu ý là giống như bay, kể cả bay con nào cũng vậy, kể cả bay tôi bay Phantom Mavic cũng vậy. Mình nên, thứ nhất là khi mà bay thì mình cũng nên tìm hiểu về địa hình, những cái khu vực bay để tránh hạn chế những cái rủi ro không đáng có về địa hình, địa điểm. Thì chúng ta cũng nên tìm hiểu địa hình này, hướng bay rồi các kiểu xung quanh đấy có vấn đề gì không. Vì đây thực ra ấy, nó là cái bộ môn mà khi mà bay flycam, ngoài cái vấn đề là về giải trí thì anh em cũng nên giữ an toàn cho mình và những người xung quanh nữa. Cho nên là chúng ta sẽ bay, đây là cái tài sản của anh em, thì cũng nên là có tìm hiểu kỹ về các kiến thức để giữ gìn tài sản cho mình. Ok chưa ạ? Linh kiện RC thì luôn muốn anh em bay an toàn thôi, luôn muốn anh em bay an toàn và chúng tôi hỗ trợ hết sức tối đa có thể. Ví dụ trong trường hợp này bạn ấy làm rơi và cũng không theo đúng hướng dẫn, nhưng chúng tôi vẫn tiếp nhận để hỗ trợ để sửa chữa cho bạn ấy miễn phí. Rồi, con này rất hay nhá, khi mà bay return home về nó lại tự quay đầu về cái phía mà hướng mà nó bay nhá, hay thật. Vâng, máy bay hiện tại thì đang ở trên đầu tôi là khoảng 50m và nó bắt đầu hạ cánh anh em ạ. Quay anh làm gì, nó ở trên đầu rồi quay nó. Nhưng mà kiểu em thấy nó không thấy nó đâu ấy. Đây. Là màn hình của bé này không nhìn thấy đâu ấy. Rồi, con máy bay của chúng ta đã bay về rồi anh em ơi. Đấy. Qua hai clip để tôi up lên YouTube cho anh em xem đi. Thì anh em có thể đánh giá được con cam này hoàn toàn bình thường và ổn định. Không vấn đề gì cả. Và chúng tôi đã làm đúng đủ trách nhiệm của mình về vấn đề về sản phẩm. Đấy, ngoài ra thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ khách hàng đầy đủ, cũng như là hướng dẫn đầy đủ, hướng dẫn trước khi bay, hướng dẫn tư vấn khi mà mua máy, hướng dẫn trước khi bay và hướng dẫn khi có sự cố, cũng như là có tinh thần là cùng nhau, tôi sẽ tắt này đi, cùng nhau để khắc phục, xử lý sự cố. Còn lại thì tất cả những cái vấn đề về xung quanh
Bây giờ thì chúng tôi sẽ không phải là cái vấn đề yếu tố môi trường, nó không phải vấn đề của chúng tôi nữa, và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm gì về đảm bảo về các cái yếu tố về khu vực của anh em bay cả anh em ạ. Được nhá. Thì ok rồi, cho nên là khi mà anh em lưu ý thì cũng mình sẽ bay để những nơi mà nó tránh những cái nơi này ra, anh em nhìn thấy cột sóng chưa? Đấy, anh em nhìn thấy có đùng kia, nhìn như cái chổi ngược ấy kìa. Đấy, nó sẽ rất là nguy hiểm. Rồi ok, nó sẽ gây nhiều sóng đấy, cho nên là anh em sẽ bay cẩn thận nhá. Rồi chúng tôi sẽ chắc là sẽ clip này sẽ tạm dừng ở đây, và xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ like và subscribe kênh của Linh Thiện RC để đón xem các cái clip tiếp theo của chúng tôi, cũng như là về review flycam, cũng như là để hướng dẫn bay. Hôm nay Thiện thầy ở đây thì chúng tôi đã có làm một clip mà tôi nghĩ là khá là bổ ích, và chia sẻ với anh em rất nhiều cái kiến thức về cơ bản về sóng, những cái thiết bị của trên flycam đang có. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.